我想买这样。Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ở đèo thường giữ ông đô Nguyễn Văn Trường, Bắc Linh. Xin giữ dòng ông đô Vũ Văn Ngọc, Quốc Oai, Hà Tây. Xin theo đề nghị hai đô nghe hiệu lệnh trọng tài chống làm thủ tục xe đài. Dạ vâng, ông đô Ngọc đang xe đài theo lối quăng chài kéo cá, đại diện cho một giới vật ven biển rất tuyệt vời. Vâng, hay đồ chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị. Trận thi đấu bắt đầu. Theo như quan sát là ông Đô Ngọc mới chỉ quăng chài ở ven biển thôi, chưa ra khơi được nên chưa vào tầm ngắm của nhân dân cũng như quý khách thập phương. Lên không? Lên không? Lên không? Lên không? Lên không? Làm gì đây? Vâng, rất may mắn. Hai đội tiếp tục thi đấu ở giữa thảm. Một sự hỗ trợ nhau. Như ban tổ chức nói trên là năm nay ban tổ chức đã nuôi rất nhiều cá sấu dưới hồ nên đề nghị các đô tránh ngã xuống hồ. Dạ vâng, ban tổ chức tiếp tục nhận được một tấm lòng vàng và sự lưu tâm ủng hộ của ông Phan Đức Thắng, ban tổ chức giải vật mở thêm một giải lèo trị giá 1 triệu đồng cho các ông đô đã về với địa phương. Vậy mời các đô còn ở bên ngoài trở lại bàn ban tổ chức để theo một giải lèo thường trị giá 1 triệu đồng. Hai đô tiếp tục. Xong rồi. Dạ vâng, mời hai đô vào giữa thảm chúng tôi công bố kết quả. Và như vậy bằng một kỹ thuật gồng sở trường, ông đô Phố Đỏ đã toàn thắng ở lèo thường. Xin mời trọng tài Nguyễn Kim Hương lên trao lèo thường cho ông đô.